Các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tô mỏ làm sao cho thật là đẹp nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô mỏ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Đứng sợ chưa một lần anh đai hối hận, hình như khi anh đã cho này chẳng còn lại một người như em. Anh chẳng thể nào ngừng yêu em vì vừa rồi bên em quá lớn. Dẫu thế nào anh sẽ chẳng bằng lòng để bớt em trong buồn đời. Nếu thật lòng em còn hoan nghi, hiền nghe anh nói nhé, anh có một tình yêu đơn giản như chỉ có người em chấp nhận. Anh chẳng thể ngừng yêu em vì mà hẹn với em quá. Chờ một lần anh thấy, một lần anh thấy vì những gì anh đã cho. Anh biết rằng trên thế giới này chẳng còn lại một người như em. Anh chẳng thể nào ngừng yêu em vì niềm vui bên em quá lớn. Thế nào anh sẽ chẳng mang lòng buồn đời nếu thân lòng đây còn hoài nghi. Vì đừng nghiền nghe anh nói nhé. Ai chẳng thể nào ngừng yêu em vì niềm vui bên em quá lớn. Để bạn đẹp trong cuộc đời, đêm thân làm nên cơn hoài nghi. Nghe anh nói nhé, đang đứng giá như chính con người em. Là bởi vì anh ở ngoài kia mình làm tô màu xong nhé. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tô mỏ làm sao cho thật là đẹp nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nha.
Đây. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tôi vào cho các bạn. Nắm tay anh đâu đâu nắng mưa. Em cứ hỏi là nơi người yêu kể chia hai con người nữa. Tối về bài kia trần tỉnh à? Mai còn đi chơi. Mai là một buổi thôi, mày gặp cả ngày. Tôi. Đấy. Tôi thích ngày. Ừ. Ngày em đến gặp. Mày làm cái tô màu xong chưa mày?